xôn xao tin nhắn được cho của nhiều nghệ sĩ phản pháo nữ doanh nhân. Hiện tại, cộng đồng mạng đang xôn xao khá nhiều về đoạn tin nhắn được cho có sự xuất hiện của đông đảo nghệ sĩ Việt. Thời gian qua, công chúng đã nhận khá nhiều thông tin trái chiều từ nữ doanh nhân dành cho giới nghệ sĩ. Thậm chí, bà gọi tên những nhân vật có uy tín lâu năm trong ngành nghệ thuật, đưa đơn kiện vì những bình luận mang tính đá đều trên mạng xã hội. Mới đây, cộng đồng mạng lại xôn xao về loạt hình ảnh được cho là đoạn hội thoại của các nghệ sĩ đang cùng nhau kiện ngược lại nữ doanh nhân. Những tranh cãi liên quan đến nữ doanh nhân và giới nghệ sĩ đã diễn ra cả tháng qua. Theo như những gì cộng đồng mạng đang râm ran về đoạn hội thoại, được cho là có rất nhiều nghệ sĩ, trong đó có thể kể đến những người đã được bà gọi tên như Đàm Vĩnh Hưng, Trang Trần, Gia Bảo. Thậm chí còn có sự xuất hiện của danh ca, nghệ sĩ ưu tú. Nội dung trong đoạn tin nhắn có thể thấy mọi người cùng lập một nhóm để cùng nhau lên tiếng, tạo sự đồng nhất để bảo vệ uy tín của họ trong thời gian qua bị ảnh hưởng nhiều. Tài khoản có tên Mr. Đàm hỏi thêm các anh em. Họ có vừa hỏi bên sở, có vài anh chị em đang nhờ hiệp hội của nghệ sĩ nhân dân TH lên tiếng bảo vệ. Anh có biết tin này không? Nếu có đơn tập thể thì anh có ký không? Bên cạnh đó, mọi người nói chuyện với nhau nhưng cũng cảnh giác không được an toàn, phải thay đổi ứng dụng để bàn bạc liên tục. Tài khoản có tên Đàm Vĩnh Hưng nhắn thêm, xin lỗi cả nhà, đành phải giải tán ngôi nhà này một lần nữa. Điều này được hiểu rằng nhóm chat ấy đến nay không còn hoạt động nữa. Liên hệ với các nghệ sĩ xuất hiện trong tin nhắn để biết thực hư có hay không sự việc này. Riêng ông Hoàng Nhạc Việt không muốn nhắc đến, từ chối phản hồi những thông tin nhạy cảm. Đến Trang Trần, người bị nữ doanh nhân nhiều lần nhắc tên, cô cho biết, tôi còn nhiều việc phải làm, không có thời gian quan tâm mấy chuyện trên mạng đâu. Xã hội mệt mỏi nhỉ, cứ có nhiều thông tin không kiểm chứng làm mệt bà con. Tôi cũng không có nhu cầu nói mấy việc đó nữa, cứ để nhà nước làm việc. Hiện tại, việc phát ngôn giữa giới nghệ sĩ liên quan đến nữ doanh nhân là điều rất nhạy cảm. Chẳng ai muốn tên mình lên sóng livestream để tạo nên đề tài sôi nổi, những điều chẳng hay ho. Họ không muốn bàn luận thêm để gây tranh cãi. Mọi vấn đề sẽ do cơ quan chức năng, pháp luật giải quyết.